Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nhá. Và mình là Gà Game đây. Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại đoạn loạn Mobile và hôm nay thì mình sẽ chơi con kỳ sĩ rồng nha mọi người. À thì uh, hôm nay thì uh, hai tem nó pick nó lại để sổng con kỳ sĩ rồng ra. Thành ra là mình đớp luôn không tem kêu đớp mất là hơi phí mọi người ạ. Cái con sĩ cái con kỳ sĩ rồng này thì uh, ở trong rank hiện tại là nó bị auto cấm rồi. Từ cái đợt uh, được tăng sức mạnh cách đây không lâu thì con kỳ sĩ rồng nó tăng nó được tăng quá nhiều sức mạnh dẫn đến hiện tại là nó quá khỏe nó khỏe đến cái mức có thể cân 3, cân 4, cân 5 được Cho nên là ảo thu cấm anh em ơi Hôm nay thì sẽ đem kỵ sĩ rồng đi rừng à, Chất tướng của kỵ sĩ rồng là Kỵ sĩ rồng là một con tướng thuộc dạng là Nhóm tướng sức mạnh nhưng mà rất là trâu Có thể coi như là một con đỡ đòn Và lượng đam của kỵ sĩ rồng cũng rất là lớn Đam có thể to như là một sát thủ luôn đấy mọi người Bởi vì là vừa trâu mà nó lại vừa mạnh Cho nên là nó bị auto thu cấm cũng là điều hiển nhiên thôi méo được cái bùa spell ghét thế nhờ, mình không thích bùa spell cho lắm bà ngọc của mình hôm nay mang thì có 1% tỉ tỷ lệ chí mạng cho nên là thi thoảng đánh thường nó sẽ đập được ra một phát chí mạng đấy mọi người à, đồ của kỳ sĩ rồng thì ở trong à, ở trong rank thì anh em có thể thấy là kỳ sĩ rồng là nó chơi build full dam đúng không và cái build full dam thì nó là cái build ngon nhất của con kỳ sĩ rồng nếu mà chơi thì về khoản là thì đúng farm nhưng hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái build cái build này cách đây khá là lâu mình cũng làm clip cho con kỳ sĩ rồng này rồi cái build này thì build đồ này sẽ để góc trái màn hình luôn cho anh em nhé Ok luôn Mình farm cái con quái lâu quá được cái bùa spell nó farm chậm lắm em ạ Bùa spell chỉ được cái tốc chạy thôi Bây giờ còn không lên level 4 kịp luôn này Con kỳ sĩ rồng này thì phải có level 4 thì anh em có thể là à, Đi đi đánh đi ganh được nhá Nó mới hóa rồng nó mới có sải tay đánh được Con kỳ sĩ rồng này là một con tướng uh, sức mạnh Con nó gọi là một con tướng cận chiến đi Nhưng mà khi mà nó có chiêu cuối này Có chiêu cuối hóa rồng này Thì nó sẽ trở thành một con tướng đánh xa Lúc này thì kỳ sĩ rồng có thể coi như là một chất tướng AD luôn được Anh em cũng có thể lên đồ AD cho kỳ sĩ rồng luôn Cái okay, và kỳ sĩ rồng là một chất tướng giác ngộ Có thể lên trang bị giác ngộ nhá mọi người ở à, Trong build của kỳ sĩ rồng thì không thể thiếu giác ngộ Trang bị uh, dây chuyển giác ngộ rồi Chơi kỳ sĩ rồng mà không lên dây chuyển giác ngộ Thì anh em là Sẽ khiến cho con kỳ sĩ rồng bị mất đi 90% sức mạnh rồi Ok luôn mà Build đồ kỳ sĩ rồng Thông thường thì build đồ của kỳ sĩ rồng thì uh, mọi người thường hay lên cái huyết đau là trang bị hút máu đúng không? Và lên cái uh, cái gọi là cái, cái chì nhọn là một món trang bị khi uh, giáp. Nhưng mà build hôm nay thì nó sẽ khác một chút với cái build full dan như thế. Build hôm nay thì trang bị hút máu sẽ không phải là huyết đau mà là hấp huyết. Ok. Và trang bị uh, thì cái trang bị uh, cái giáp sẽ không phải là chỉ nhọn mà là cái ma chả xét về cái lối trang bị huyết đao ấy thì nó sẽ là một mối, một cái lối trang bị nó rất là nhiều công vật lý đam rất là to còn xét về cái lối lối này... đồ hôm nay mà mình đưa cho mọi người ấy. cái lối đồ ngày hôm nay thì sẽ là một cái lối đồ nó sẽ khiến cho con kỳ sĩ rồng trở lên cực kỳ là trâu với trang bị ở huyết đao cái trang bị hấp huyết đấy cái hấp huyết thì em cũng biết con bon đi đúng không nó lên cái hấp huyết nó bật hấp huyết lên nó bắn nó hút máu kinh như thế nào đúng không thì anh em đây cho con kỳ sĩ rồng này nó cũng như thế thôi trong bôi kỳ sĩ rồng thì uh, có nhiều bạn thắc mắc là kỳ sĩ rồng nó cần cái dây chuyển giác ngộ như thế thì uh, có lên lên món trang bị dây chuyển giác ngộ trước hay không? Uh, theo mình là không nha mọi người, mọi người lên lên cho mình cái uh, cái thần cơ trước nhá, hoặc là lên cho mình cái cự kiếm trước, rồi mới lên cái uh, dây chuyển giác ngộ sau. Bởi vì là anh em không không lên cái thần cơ thì anh em không có đam đâu, mà nếu mà anh em ô oh, thì chết mẹ rồi. Nếu mà anh em lên cái um, cái dây chuyển giác ngộ thì anh em sẽ chỉ có được chống chịu mà anh em sẽ không có được cái lượng đam tối thiểu đâu bởi vì là cái dây chuyền giác ngộ thì nó sẽ giúp cho nó chỉ giúp cho chiêu cuối giảm thời gian hồi chiêu đi thôi và nó giúp cho hai thuộc tính của dòng băng và dòng lửa được dung hợp với nhau thôi chứ nó về cơ bản nó chả tăng chút đam nào đâu nha mọi người nội tại cái giác ngộ của kỹ sĩ rồng về cơ bản là nó không tăng đam nó chỉ gọi là dung hợp thôi con bùa chưa ra à? Ồ, oh, lại phải đợi con bùa ra con ca cái khả năng farm của kỳ cái... sĩ. Tuy là cái chất tướng của kỳ kỳ sĩ rồng ấy thì nó nó là chất tướng không có chiêu thức cơ động rồi nhá. Nhưng mà cái tốc độ farm của kỳ sĩ rồng nó rất là nhanh bởi vì là khi mà hóa rồng thì những đòn đánh thường của kỳ sĩ rồng sẽ gây sát thương lan. Như vậy thì một cái bãi cóc anh em tầm chỉ cần khạc độ 2 3 phát là xong bãi cóc rồi. Có khi là chỉ cần một đánh thường cả một chiêu hai là xong rồi. Cái chiêu hai của kỳ sĩ rồng thì nó là một chiêu thức gọi là à, sau cái đợt tăng sức mạnh thì cái chiêu hai kỵ sĩ rồng nó hồi chiêu rất là nhanh nhá có 4 giây thôi cho nên kỵ sĩ rồng nó farm nhanh lắm mọi người ạ và chiêu hai của kỵ sĩ rồng nó sẽ gây sát thương vật lý và có thể chí mạng như đòn đánh thường của kỵ sĩ rồng cái lỗi tại của rồng lửa nó tăng tận 30% tỷ lệ chí mạng khi mà đạt level max cho chiêu cuối nếu mà kết hợp với cái thần cơ là 21% thì anh em sẽ có tầm khoảng là hơn 50% tỷ lệ chí mạng rồi tức là hai đòn đánh thường thì cứ một một đòn chí mạng một đòn không chí mạng xen kẽ nhau Nói chung là cũng chỉ là tỷ lệ thôi Hên xui có khi là khạc mấy phát chí mạng liên tiếp cũng được Đây là anh em nhìn mình solo với con uh, Con Velom luôn này Bật dòng băng lên để làm chậm này Trạng thái dòng lửa sẽ cho kỳ sĩ dòng 30% 40% tỷ lệ làm chậm nhá Rất khó chịu luôn Con dòng lửa sẽ cho 30% tỷ lệ chí mạng Cùng với sát thương Ok Ô thằng này đòi solo khả năng solo cái khả năng solo của kỵ sĩ rồng ấy thì nó cũng ở đẳng cấp rất là cao rồi chẳng qua pha này mình gần hết cái trạng thái hóa rồng cho nên mình chạy thôi nhá hiện tại thì mình chưa có dây chuyền giác ngộ cho nên là mình không muốn là liều mọi người ạ bởi vì con kỵ sĩ rồng khi mà nó bị biến thành dạng người ấy, nó rất là tù anh em nên căn cái thời gian hóa rồng gần hết thì anh em tránh tránh giao tranh nhá tránh solo còn khi mà đã có dây chuyền giác ngộ cùng với một món trang bị uh, có giảm hồi triệu ui rồi ơi anh em thấy cái lượng đa không kìa Mới chỉ có một món trang bị thần cơ thôi thì phải Một đánh thương một khác chết luôn anh em Thấy đam kinh không Cái chất tướng của kỳ sĩ rồng nó sẽ mạnh về cái giai đoạn giữa game và late game Ngay sau khi anh em lên xong cái thần cơ Thì uh, kỳ sĩ rồng thì nó đã Đã có khả năng sốc đam rất là tốt rồi Ôi nhưng mà anh em ơi Hình như pha này là tôi pha uh, này hình như là chắc là tôi uh, bỏ mạng rồi anh em ạ Bởi vì là hết trạng thái hóa rồng rồi uh, khi mà có cái thần cơ ấy, chưa có dây chuyền giác ngộ thì mặc dù là chiêu cuối hồi hơi bị lâu nhá nhưng mà ở trạng thái rồng anh em vẫn có thể là gây được đam rất là tốt. Còn khi có dây chuyền giác ngộ rồi thì chiêu cuối chỉ còn 5 giây hồi chiêu thôi. Nếu mà anh em lên thêm cho mình một món trang bị uh, có 15% giảm hồi chiêu thì chiêu cuối sẽ gần như là hồi ngay lập tức nhá. Và món trang bị có 15% giảm hồi chiêu thì uh, nếu mà chơi theo lối full đam thì có thể là huyết đao. Còn nếu mà lên theo cái build đồ nhiều đồ thủ như mình hôm nay thì sẽ là ma chảo. Ma chảo là một món trang bị cũng có 15% tỷ lệ uh, giảm hồi chiêu. Ok và sau khi lên xong cái ma chảo thì anh em có thể hướng đến cho mình cái hướng hướng đến cho mình cái hấp huyết nha mọi người lên cái ma chảo trước cái hấp huyết cho mình nhá còn về phần hút máu thì anh em có thể lên cho mình cái huyết diện trước cái 900 vàng đấy cái món trang bị hút máu con con đấy và khi mà đã có đủ lên xong cái ma chảo đấy thì lúc ấy mới lên cho mình cái hấp huyết nha mọi người mới lên cho mình cái hút máu to nhá còn món trang bị cuối cùng thì anh em lên cho mình một món trang bị kháng phép đó chính là cái mắt trừ tà để để lấy cho mình cái khả năng uh, mỹ khống chế nhá Chất tướng kỳ sĩ rồng nó rất là cần cái khả năng miễn khống chế để mở lao vào giao tranh. Bây giờ mình vẫn chưa lên xong cái giác ngộ nha mọi người, cho lên chiều cuối 15 giây hồi chiều nhá. Còn lên xong giác ngộ chiều cuối còn 5 giây. Còn lên xong cái huyết đao hoặc là cái ma chảo sẽ còn uh, tầm khoảng là chưa đến một giây hoặc là một giây. Bây giờ thì nói chung là hóa rồng. Bây giờ mình một ca, một phát một ca chí mạng rồi anh em ạ. Cứ bật rồng băng lên rỉa thôi. Có giác ngộ rồi. Có giác ngộ thì bây giờ thì khi mà anh em lên xong cái dây chuyền giác ngộ ấy thì cả hai trạng thái rồng băng và rồng lửa sẽ được dung hợp với nhau, tức là anh em sẽ vừa có tỷ lệ chí mạng, sẽ vừa có khả năng làm chậm, xen kẽ với nhau cùng với đòn đánh thường luôn, à, rất là ngon luôn. Uhm, cái trang bị uh, dây chuyền giác ngộ thì uh, nó cũng rất là ngon nhé, nó có 25 tỷ lệ Ô uh, oh, thằng này, Choáng này cái này, có 25% uh, cho tất cả các thuộc tính. Còn cái trang bị hấp huyết ấy, nó là một món trang bị rất là trâu cộng rất nhiều chống chịu nhá. Có nhiều anh em mới chơi loạn chiến mobile không biết cứ nhìn vào cái trang bị ôi uh, solo rồi. Cứ nhìn vào cái trang bị uh, trang bị gì nhỉ? Cái trang bị hấp huyết mà anh em không biết nhá. Cái trang bị hấp huyết là một món trang bị cộng rất là nhiều máu nhá mọi người. Anh em nhìn vào chỉ số nó chỉ cộng 30 giáp và 30 điểm sức mạnh. Điểm sức mạnh nó là máu đấy mọi người ạ. Một điểm sức mạnh sẽ giúp cho tướng sức mạnh tăng 19 máu. Nếu mà nhân với 30 lên thì anh em có thể thấy là cái hấp huyết ấy nó sẽ cộng cho anh em hơn 500 máu đó mọi người, không hề ít đâu Và hấp huyết ngoài ra nó còn có 30 giáp nữa anh ạ, cho nên con kỳ sĩ rồng nó sẽ trở lên rất là trâu nha mọi người Và cái ma chảo ấy nó có 16 điểm sức mạnh Thì nhân với 19 với mỗi điểm sức mạnh lên thì sẽ có 302 máu cho một cái trang bị ma chảo, rất là trâu luôn Bây giờ thì mình không ngán bố con thằng nào rồi. Cái giai đoạn cái giai đoạn mà mình đã có cái dây chuyền giáng ngộ như thế này rồi thì uh, mình hoàn toàn là uh, không sợ đứa nào rồi Bây giờ thì hoàn toàn có thể là cùng Gideon uh, gánh tem rồi. Gideon đầu game nó đỡ cho mình rất là nhiều. Nó đỡ cho mình đến khi mình xanh như thế này rồi, bây giờ thì uh, có đồ rồi. Tốc độ farm của kỵ sĩ rồng rất là nhanh nha mọi người. Thật sự là nó rất là nhanh luôn. Ok luôn. Ok và mỗi một điểm sức mạnh thì sẽ do cho tướng sức mạnh một điểm sát thương nha mọi người. 30 điểm sức mạnh thì hấp huyết sẽ tương đương với 30 điểm sát thương. Ma chảo cũng vậy 16 điểm sức mạnh sẽ tương đương với 16 sát thương cộng với 40 điểm sát thương nữa là 56 điểm sát thương đến từ trang bị ma chảo. Còn thần cơ nó đổ Ô, ch oh, chưa thể hiện đầu hàng à. Thần cơ lỗ chí mạng lên thì rất là to luôn. Và ok, video cùng của, của mình đến đây xin được tạm dừng tại đây nhá. Và hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau đừng quên cho mình xin một like và đăng ký kênh. và chung báo ủng hộ mình nhá.